Đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời tại nhà thờ chính tòa Hà Nội năm 2023. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 2023, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã dâng thánh lễ trọng thể mừng Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời. Tiếp thông trong thánh lễ trọng thể hôm nay có sự hiện diện của Đức cha Lorenzo, cha tổng đại diện Anton, quý cha trong giáo hạt chính tòa, quý tu sĩ, các hội đoàn và đông đảo mọi thành phần dân chúa cách đây 73 năm, ngày 1 tháng 11 năm 1950, tại đền thờ Thánh Phaero, Đức Giáo Hoàng Pio 12 đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời. Kể từ đó đến nay, phụng vụ giáo hội đã cử hành ngày lễ này một cách long trọng và tràn đầy niềm hân hoan. Đặc biệt, đối với Tổng giáo phận Hà Nội, lễ Đức Mẹ Linh Hồn và xác Lên Trời được xếp vào hàng tứ quý cùng với ba ngày đại lễ là lễ Giáng sinh, lễ Chúa Giêsu Lên Trời và lễ Các Thánh chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Du Xe nhấn mạnh Đức Mẹ được sánh ví như hòm bia Thiên Chúa vì mẹ đã cưu mang Chúa giê -xu trong lòng. Mẹ đã tuân giữ lời Chúa và thực hành trong cuộc đời. Chính vì vậy, Thiên Chúa đã ban cho mẹ những đặc ân cao cả. Mừng lễ Đức Mẹ lên trời, mỗi tín hữu được mời gọi noi gương Đức Mẹ trở thành những hòm bia Thiên Chúa, biết cưu mang đón nhận Đức Giê-xu vào trong tâm hồn. Nhờ đó, mỗi hành vi cử chỉ, suy nghĩ và cuộc sống được biến đổi trở nên hiện thân của Đức Giêsu giữa đời. Trong tâm tình của ngày mừng lễ, Đức Tổng giáo mục Du Xe cũng mời gọi các tín hữu chiêm ngưỡng hình ảnh giáo hội hiện tại và tương lai. Như người phụ nữ đau đớn sinh con trong sách Khải Huyền, giáo hội hôm nay vẫn tiếp tục sinh ra những người con thiêng liêng là các tín hữu và cuộc sống sinh hạ ấy cũng rất đau đớn giáo hội ở trần gian này vẫn đang tiếp tục chiến đấu với các thế lực sự giữ để có thể trung thành đi theo Đức giê với ơn phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria. Đại lễ Đức Mẹ lên trời khép lại với phép lành trọng thể ban ơn toàn xá. Niềm vui ngày đại lễ được lan tỏa trong tâm hồn các tín hữu vừa xuất sáng tham dự thánh lễ trong ngôi thánh đường cổ kính trang nghiêm. Nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu, Xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho các kỳ tô hữu Để mỗi người biết mau mắn Cưu mang lời Chúa Và trở nên hòm bia Thiên Chúa giữa dòng đời hôm nay Đó cũng là lời cầu chúc Của vị chủ chăn Tổng giáo phận Nhắn gửi đến cộng đoàn phụng vụ Trong ngày mừng lễ hôm nay